Đi đi anh. Khu du lịch mới nổi của Chà Lách. Khu du lịch chưa có tên, cũng chưa có vé luôn. Tự phát tự nổi. Nói nhất là có hai lò gạch. Rất đông. Anh em nào chưa có ghệ xuống đây chút có ghệ nhé. Ghế đẹp như này rất là đông đấy. Đứng đàng hoàng với anh chụp với Nai nè.